Thưa quý vị, giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh tăng từ ngày 21 tháng 2. Việc giá nhiên liệu xăng dầu không ngừng leo thang trong khi thị trường do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, càng gây áp lực rất nặng nề đến doanh nghiệp vận tải. Bởi chi phí xăng dầu chiếm khoảng 30% doanh thu trong hoạt động kinh doanh vận tải, ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Kinh doanh vận tải vốn đã đối mặt với nhiều khó khăn trong hơn 2 năm qua, nhất là trong đợt dịch COVID-19 bùng phát quá khốc liệt lần thứ tư. Giờ lại thêm gánh nặng do giá nhiên liệu không ngừng tăng. Các nhà xe vận tải khách công cộng đã chật vật duy trì tuyến trong bão dịch, lại còn phải gồng mình ứng phó với bão giá nhiên liệu. Thu nhập thì 8 ghế là trung bình, lên 8 ghế về 8 ghế cũng coi gọi là có tiền cho gia đình sống qua ngày thôi. Thế thời kỳ này khách thì ít, vài ba người, có khi từ miền Đông về tới Vũng Tàu không có được một vé luôn á. Đó, tình hình bây giờ nó khó khăn lắm. Xăng dầu lên thì bên nhà xe nói chung ai mà sử dụng xăng dầu thì ta cũng khó khăn, lỡ leo lên cọp rồi bây giờ không thể nào nhảy xuống được. Nghịch lý là giá nhiên liệu tăng, giá cước vận tải lại không thể tăng do các nhà xe cố gắng giữ giá để giữ khách. Theo đại diện bến xe Vũng Tàu, công ty chưa ghi nhận ý kiến nào của doanh nghiệp vận tải về việc đề nghị tăng giá cước vận tải. Coi giá xăng dầu hiện nay là tăng so với mọi năm rất cao, bởi vì cái lượng xe hoạt động gặp rất nhiều khó khăn do cái lượng hành khách không có. Thứ hai, hàng hóa cũng không có bao nhiêu hoạt động để cầm chừng, mà tăng thì không có khách để đi, mà cao quá thì coi như là cũng khó khăn cho người dân. Hiện nay thì các doanh nghiệp chưa có báo cáo, chưa có gửi văn bản đến bến xe, tạm thời vẫn bán vé bình quân. Đối với các doanh nghiệp vận tải hàng hóa, việc gia tăng giá xăng dầu khiến cho các tuyến hàng gánh thêm chi phí, song giá vận chuyển thì lại không thể tùy tiện tăng thêm. Ví dụ như một phương tiện tiêu hao nhiên liệu tốn chi phí khoảng 30% trên tổng giá thành, thì khi mà nhiên liệu nó tăng lên 1.000 thì doanh nghiệp phải bỏ ra 300 đồng để mà bù đắp chi phí nhiên liệu tăng. Thì đương nhiên khi nhiên liệu tăng thì doanh nghiệp cũng có thương lượng với chủ khách hàng để xin điều chỉnh giá. Nhưng mà không có doanh khách hàng nào mà chấp nhận bù đủ cho doanh nghiệp cả. Chi phí xăng dầu chiếm từ 30 cho đến 40% trong tổng chi phí của doanh nghiệp vận tải. Nên dự đoán trong thời gian tới, nhiều khả năng các doanh nghiệp vận tải dù muốn hay không vẫn phải tăng giá cước khoảng từ 4 cho đến 5%. Điều này càng tác động tiêu cực và làm chậm thêm quá trình phục hồi thị trường vận tải cũng như nhu cầu đi lại của hành khách khi đại dịch đang được kiểm soát.